Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 5 tháng 11 tại hội trường Diên Hồng, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 tiếp tục thảo luận toàn thể ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước. Thảo luận về các giải pháp chiến lược cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn tới, các đại biểu thống nhất cao việc xác định con người là một trong ba nguồn lực đột phá. Với quy mô, nền kinh tế và yêu cầu của phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Tỷ lệ lao động có trình độ cao ở những ngành nghề lĩnh vực chủ lực của Việt Nam mới chỉ chiếm 9%, trong khi ở các nước phát triển tỷ lệ này là trên 50%. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục đầu tư mạnh hơn nữa cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cần chú trọng bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên quan điểm có định hướng và dự báo bài bản, đặc biệt là quan tâm đến giáo dục đại học, vốn được xem là nơi tập trung chất xám của xã hội và cái nôi của đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo, cần chú trọng để phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa con người Việt Nam, khơi dậy tự hào dân tộc, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, cần khẩn trương nghiên cứu xác định một hệ tiêu chí chuẩn xác xây dựng chuẩn mực văn hóa con người Việt Nam trong thời gian tới. Đề nghị thảo luận về các giải pháp phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều đại biểu cho rằng kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu từ việc thực hiện chương trình giảm nghèo, nông thôn mới, chính sách dân tộc, tuy nhiên đến nay vẫn còn những điểm hạn chế như về số xã thoát khỏi tình trạng khó khăn, thu nhập bình quân đầu người. Muốn chuyển đổi về chất, chính phủ cần đẩy mạnh đầu tư phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, tạo liên kết vùng và có chính sách tín dụng phù hợp, tạo sinh kế lâu dài bền vững cho người dân. Kính đề nghị chính phủ ban hành chính sách đặc thù và đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư tập trung vào các ngành lĩnh vực mà vùng có thế mạnh như lâm nghiệp, nông nghiệp với những sản phẩm đặc trưng và liên kết theo chuỗi chế biến sâu, tạo thành những vùng hàng hóa tập trung, khu vực sản xuất giống, vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến, nhất là liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo không bị giới hạn bởi rào cản địa giới hành chính từng tỉnh, hình thành không gian kinh tế vùng. Theo kế hoạch, trong phiên họp ngày 6 tháng 11, Quốc hội sẽ có phần chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề được dư luận và các đại biểu quan tâm.